Vâng, thưa các bác, thì sau 20 ngày thi công thì đội thợ bên em hôm nay đã đổ xong hết cái phần sàn cả trên cả dưới cho gia đình. Một cái sàn khá là rộng, bên dưới hơn 200 mét vuông và cả bên trên này nữa. Bên trên này ngoài gần 100 mét vuông thêm nữa. Có cả cái máng đây nữa cơ. Cái máng này là giữa bếp với nhà này. Bếp thì rộng tận 4 mét. Và hôm nay đội thợ cũng lên một cơ số bộ phận chi tiết nhỏ của căn nhà sàn. Sắp tiến tới sẽ bàn giao lại cho gia đình một mẫu nhà sàn hai gian hai trái theo kiểu chuyển đoạn nhé. Có thiết kế ra chỗ bên cầu thích kia là sẽ đổ mái lên bên trên cơ. Sau này sẽ xây một cái vỉ ruồi ở bên hướng bên đó. Ba phòng ngủ này và bếp sẽ ra hướng đằng này. Sảnh nước ở khu vực cuối của căn bếp. Nhà này còn gia đình thiết kế là cái bếp sẽ không dùng là bếp lò nhé, là sẽ thiết kế như kiểu cái bếp bếp mà nó âm xuống sàn như hồi xưa ấy, có cái ô riêng để làm cái bếp củi ấy. Và sau này gia đình sẽ xây xây bức tường ở cái hàng thứ hai kia từ trong này ra và xây cái ngoài này nữa thì khói sẽ không ra đến ngoài kia, khói nó chỉ ở trong khu vực này thôi. Nó sẽ giống hệt so với lại cái bếp củi truyền thống của hồi xưa ấy. Có nhiều bạn chắc còn chưa được thấy cái bếp đấy nữa. Mọi người có thể nhìn xem. Ra bếp thì vẫn làm lục lăng hết. Nhà này còn được thiết kế là ra bếp sẽ làm theo kiểu truyền đơn đi nhé. Kiểu đưa truyền đơn truyền xuống 7 đón này. Sẽ không làm kiểu tuột. Các bác xem video thấy ưng mẫu nhà sàn này hoặc là những mẫu nhà sàn mà em từng review thì bác nào có nhu cầu muốn làm nhà sàn bê tông thì có thể liên hệ số điện thoại của em, tư vấn rất nhiệt tình. Còn về chế độ làm việc thì các bác cứ yên tâm, thì làm có tâm thì ắt sẽ có tầm thôi. Luôn luôn phục vụ các bác. Em quay từ trên cao để mọi người hình dung được căn nhà sàn cho nó tổng quan hết. Xuống bếp này sẽ thấp hơn dưới sàn nhà 10 phân này và ra chỗ ngoài sảnh nước sẽ lại thấp hơn 10 phân nữa.